comprando una harina. Tata, mamá. ¿Qué glúteo me tomas? Rồi lâu yên nó rắn bắt đi lại. Wah, penyarin nó. Pinh đang chui. Bán thọt. Nó đứng ngạ à. Nó cứ chật kịa bạn ạ. Cũng mau mau lắm. Tự nhiên nhìn hàng vẫn đập đầy nữa, rất là sáng. Aron đâu rồi? Đi đâu rồi? Đi chăn chăn đi đi. Nó mệt mà. Mình chắc mệt mà đấy.
Nhưng mà khơi ra trên nhiều chăn. Thế này. Okay. Mm-hmm.